Đấy, chào mọi người nha. Lúc ra có một con Shinowa nhà vua nữa nè mọi người, đẹp lắm. Con này là cây tây mình sẽ nhôm nha, ở lòng mình sẽ bên mũ nha, nhựa nha, nhựa nha mọi người, nó đẹp ngay chưa vệ sinh nha. Con này là K35 nha mọi người, con này là 35cc nha. Con hôm bữa là con K28 thôi. Đẹp lắm. Nói chung là này vệ sinh ra thì thôi. Tuyệt vời luôn ạ. Này thì về nó không có cái làm sức gì hết mọi người. Ui, hơi rất là nhanh. Đây, đi giật ánh sáng luôn. Này dùng Shinowa này dùng này, cực kỳ bóc luôn. Không mua thì hơi tiếc. Giá tốt. Con này là 1,3 triệu nha. Con này 1,3 triệu nhưng mà nó không có lâm xích thì em sẽ cho theo một cây lam nha. Cho em lam nhông nha mọi người, cho theo một cây lam nhông Shinowa. Em cho theo một cây lam để về mọi người mua cộng xích nữa ha. 1,3 triệu nha. Đây là giá hữu nghị nha mọi người, chứ Shinowa 35 trở lên là không có giá này đâu. Tại vì giờ không còn một con này thôi thì em xả cho mọi người luôn. Đó, mình chưa có dòng này thì mình tranh thủ mình mua thôi. 1,3 triệu nha, cho thêm một cây lam. Rồi, chào mọi người nha.